Vinh biết nước cam là một loại thức uống rất là ngon, nhiều vitamin C, giải nhiệt mà ai cũng rất là thích. Tuy nhiên sẽ có 5 thời điểm này mọi người nên lưu ý và không nên uống nước cam nhé. Thứ nhất, đó là không nên uống nước cam vào buổi tối trước khi đi ngủ vì lượng vitamin C rất là cao, sẽ gây khó ngủ. Ngoài ra lượng axit còn tích tụ trong răng sẽ bào mòn bên răng. Và thứ hai là không nên uống nước cam khi đói bụng vì hàm lượng axit có ở trong quả cam sẽ bào mòn niêm mạc dạ dày, dẫn đến đầy hơi, ở chua và viêm loét dạ dày. Thứ ba là không nên uống nước cam ngay sau khi uống thuốc bởi nó sẽ làm giảm tác dụng của viên thuốc đi. Thứ tư là những người có bệnh lý dạ dày và thận thì không nên sử dụng nước cam vì axit có ở trong nước cam sẽ làm viêm loét đến hệ tiêu hóa và gây lắng đọng những tạp chất tại vị trí thận. Bạn nào mà bị tiểu đường thì khi uống nước cam thì nên hạn chế bỏ đường nhé. Và cuối cùng là không nên uống chung cam với sữa và các chế phẩm từ sữa vì trong sữa có rất là nhiều protein, nếu kết hợp với cam sẽ tạo ra chất kết tủa gây trướng bụng, đầy hơi và thậm chí là tiêu chảy cấp.